Pico Smart City sở hữu vị trí đắc địa trên bán đảo Thủ Thiêm, thuận lợi kết nối vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh một cách dễ dàng và nhanh chóng chưa đầy 10 phút. Hệ thống hạ tầng giao thông xung quanh được đầu tư phát triển đồng bộ. Với các ưu điểm, vị trí tọa lạc tại bờ đông thành phố, có thể kết nối nhanh với các trung tâm quận 1 và các trung tâm đô thị lân cận, chưa đầy 5 phút đến hầm Thủ Thiêm kết nối vào trung tâm Sài Gòn, liền kề Mai Chí Thọ, đại lộ Đông Tây, vào xa lộ Hà Nội và cao tốc Long Thành Dầu Dây, thuận tiện kết nối Đồng Nai, Vũng Tàu tiếp giáp sông Sài Gòn, tận hưởng bầu không khí thoáng mát với không gian trong lành. Đến các tụ điểm thương mại, mua sắm, giải trí, trường học tại quận 2 chỉ từ 5 tháng 8 phút. Qua Phú Mỹ Hưng quận 7 chỉ 15 phút đi xe. Dự án Thủ Thiêm Eco Smart City có tổng diện tích 7,5 hectare được quy hoạch thiết kế gồm các khu căn hộ, shop house và trung tâm dịch vụ thương mại và khách sạn cao cấp tại khu đô thị Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh do tập đoàn Lotte Hàn Quốc đầu tư và phát triển. Tại Eco Smart City, cư dân sẽ được trải nghiệm một tổ hợp tiện ích hoàn hảo từ A tới Z. Trong căn hộ có hàng loạt các tiện ích hiện đại chuẩn 5 sao phục vụ cư dân như hồ bơi, nội khu, tầng trung tâm thương mại, khu spa, gym, nhà trẻ. Với hệ thống tiện ích đa dạng, tiện nghi và được áp dụng công nghệ hiện đại vào vận hành quản lý, tạo nên một cuộc sống trọn vẹn hạnh phúc và chất lượng tại Eco Smart City Thủ Thiêm. Chủ đầu tư dự án là Lotte Property, gồm 4 công ty của tập đoàn Lotte sẽ liên doanh để đầu tư xây dựng dự án này là công ty Lotte Asset Development, đầu tư và quản lý tài sản. Công ty Lotte Shopping, phát triển mảng bán lẻ gồm Diamond Plaza Department Store, Lotte Mart, Lotte.vn. Công ty Lotte Hotel, quản lý khách sạn. Và công ty Lotte Engineering and Construction, xây dựng. Lotte Group là tập đoàn đa quốc gia có trụ sở tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Được thành lập năm 1948 và cuối cùng phát triển trở thành tập đoàn kinh doanh lớn thứ 5 của Hàn Quốc. Trên đây là một số thông tin cơ bản giới thiệu về dự án thành phố thông minh Eco Smart City Thủ Thiêm của nhóm review thông tin bất động sản alocanhosg.com. Các bạn ủng hộ bằng cách like và share để nhóm phát triển hơn nhé!